Anh này là trưởng trưởng ban security của hãng phim 3388 anh. Hôm nay ra sao? I'm excited, you know, it's a busy day. Everybody is having fun, everybody enjoying the red carpet event. What do you have to do, Michael? What's your role? I just pull up any important people like singers, actors, actresses for a quick interview, like a TikTok version or and a media version. So okay. I'm excited to see tonight's part, the new one. All right, Michael. Yeah. Michael là đại diện của hãng Nho, giúp bên hãng phim 3388 nè. Con nói rồi nha, bán là ngồi trong này thôi nha. Không có đi ra ngoài mà ngấp quắc khách là quắc mà vô cầm xe tải luôn á. Em không thể nào mà vừa chạy tới chạy lui để lo cho con với cho mẹ được anh ơi. Tôi đến gọi cho mấy đứa kia. Năm Thảo, mày lo mẹ được không? Trời ơi, em vợ chăm thì được rồi đó. Nhưng mà cho ít bữa nữa được không? Bé Thi vợ em đang mang bầu sắp sanh. Mấy đứa đó nào cũng bận á, cho anh rảnh à. Anh mà công việc với mấy đứa đó là nó chạy về rồi. Nếu như chân mẹ lành lặn thì còn đỡ. Đằng này chân mẹ như thế mà anh đưa mẹ tận từ trong Nam ra ngoài này, anh tính thế liệu đã ổn chưa? Ông có nói gì không hả? Hôm nay mà dám mà ông có bị khùng không? Ông già vợ mà ở với mẹ già chồng thấy không kỳ hả? Gần xuống lộn quá rồi, kỳ gì kỳ. Lát nữa thương lái họ còn xuống lấy hàng nữa nè, phải thu hoạch cho xong chứ không thu hoạch kịp là ăn cho hết luôn. Tôi không cần bếp, tôi giao hẹn 3 ngày tôi trở lại mà không đúng á tôi đi kiện cậu đó. Con gái gì đâu mà để chỉ nhạn mình vậy? Ăn uống gì chưa mà hai ơi? Ôi, vô nguy hiểm chưa? Cái lần kia 5-6 đứa không đứa nào giúp được cái gì hết trơn. Mấy đứa con của tôi nó nghe tôi bệnh một cái hả? Nó đôn đáo chạy về. Bà có phước quá rồi. Lạnh hả? Thôi bà hai đi đâu sáng về không thấy? Con chừng ra bờ suối lũ cuốn trôi luôn rồi đó. Cái miệng ăn mắm ăn muối không à? Bà ơi! Nhóm lần đây là chương trình Passport to thành công và quý khán giả đã được xem qua những video clip mà mình đã được tham dự vào cái sự kiện ra mắt phim Lật Mặt của Lý Hải từ hãng 3388 phim. Một cái chuyện buồn là Khang và vợ Khang phải đi về sớm cho nên mình không có ở lại được coi hết phim. Nhưng hôm nay Khang dùng cái cơ hội này, mình cũng có hai cô giáo tại trường Westminster High School là người bạn thân của Khang. Hai cô này đã ở lại coi hết phim và Khang sẽ hỏi hai cô về cái phim này ra sao, có nên giới thiệu cho mọi người đi xem không. Xin khán giả cùng theo Khang nè, đi cuộc nói chuyện với cô Mai Khanh và cô Thảo Ly Nguyễn. Hai cô này dạy Việt ngữ tại trường Westminster High School. Ok, thì đây mình có cô Thảo Ly and mình có cô Mai Khanh. Rồi cô Thảo đi, nói trước đi, cô Thảo nói cái cảm nghĩ cô Thảo đi. Hôm qua được coi phim Lật Mặt 7 của Lý Hải, Một Điều Ước, mình thấy là phim đó rất là ý nghĩa. Phim về gia đình, khi mà mình biết là phim về gia đình thì mình cho con gái đi theo. Tại hy vọng là con gái và coi học hỏi thêm tiếng Việt cũng như ngôn ngữ văn hóa Việt Nam của mình, nhưng cũng có cái kết nối thêm về gia đình bên này như thế nào. Thì mình muốn chia sẻ ba cái khía cạnh khác nhau. Trước hết là một người mẹ, mình thông cảm được với người mẹ trong phim. Đó là không phải là mình mong con mình khi mình già nó nuôi lại mình, không phải là vậy, mà là lúc nào con mình cũng được bình an, khỏe mạnh và được sum họp đông đủ, một cái bức hình đầy đủ các con cái của mình. Và cái khía cạnh khác mình muốn chia sẻ đó là một người con. Trong phim này đó không có gọi là lên án những người con là không có chịu giúp bố mẹ, không phải là như vậy, mà thật sự cho mình cái phác họa lên cái hình ảnh của mỗi một gia đình của người con và cái sự khó khăn mà từng người con gặp phải, và họ đã cố gắng hết sức có thể để có thể giúp mẹ mình khi mẹ cần sự giúp đỡ của mình. Và cái đó là mình nghĩ là đúng là vậy. Và những người con này có khó khăn riêng, và trong khi sự cố gắng để tiếp tục cái gia đình nhỏ của mình nhưng mà không có quên người mẹ của mình.
Và một cái khía cạnh thứ ba mình muốn nói đó là một giáo viên. Hôm qua mình cho học sinh đi coi phim và mình thấy wow, phim này hay. Không phải là hay có truyền đạt những cái thông điệp về gia đình không, mà là cho mình coi những cái cảnh đẹp của Việt Nam và cả văn hóa nữa, giống như là hát bội ở trong đó. Các em học sinh cảm thấy được kết nối được với cái văn hóa cũng như cái lịch sử Việt Nam của mình. And I think exactly như là cô Thảo mới nói thì Mai Khanh cũng đồng ý chung với cô Thảo luôn. Mai Khanh thấy là it was really nice to see tất cả những cái settings, like cái bối cảnh như là mình đi qua lên thành phố Hà Nội, mình đi qua Sài Gòn, mình đi lên Đà Lạt. Like you get to see all of these different beautiful landscapes của bên Việt Nam. Hôm qua thì Mai Khanh không có đem, Mai Khanh không có con thì Mai Khanh không có đem con của Mai Khanh, nhưng hôm qua Mai Khanh cũng có đem Christian Bộ của Mai Khanh. He's never been back to Vietnam. Just having him be able to see all of the different sceneries, it's kind of made him kind of want to travel back eventually, back to Vietnam to see all that in person as well. And then cũng như cô Thảo đã nói, chia sẻ rất nhiều về cái ý nghĩa chính là cái phần gia đình, right? And all of the different parts to it. And so for me personally, I was like, I think cái phim này, it just took me on an emotional roller coaster. Tại vì có ít phần nó làm mình vui, nó làm mình cười, and then có nhiều phần nó làm mình khóc. Tại vì sao? Tại vì mình nhớ rất nhiều như là về ba mẹ của mình nhớ rất nhiều về như là gia đình của mình luôn. So it really gave us a chance như là một cơ hội để reflect back on our own personal family as well too. Phim này cũng rất là hài hước, cái hài của nó rất là tinh tế. Cho nên là quý khán giả nên đi xem để biết nó như thế nào. Cái message trong phim đó thì nói chung là Khang chưa có coi cái ending nên Khang không có biết được. Nhưng mà cái message trong phim á, nó có apply được cho những cái đời sống của các bạn trẻ, các người con mà ở Mỹ không? Nó có thực tế không? Rất là thực tế, bởi vì mình thấy từng một hoàn cảnh của năm người con đều có những hoàn cảnh khác nhau và rất là bận rộn với cả cuộc sống của mình. Và bên này cũng vậy, mình rất là bận rộn với công việc, với con cái, với gia đình riêng nhỏ của mình. Nhưng mà trong cùng lúc đó mình rất là cố gắng nhất có thể để mình có thể giúp bố mẹ mình. Và có cái sự kết nối đó trở lại thăm gia đình của mình. Cho nên rất là mình thấy nó rất gần gũi với cả giới trẻ bên này. Và gần gũi không phải là chỉ để mình biết là mình làm sao là một người con có hiếu tốt hơn, nhưng mà cũng là để giúp mình nhìn lại cái thế hệ bố mẹ của mình, cái sự hy sinh mà bố mẹ mình đã trải qua và thông cảm được nhiều hơn. Và cũng cùng cái ý đó là bố mẹ nhìn và cũng thông cảm được cái cuộc sống bận bịu của mình bên này, của con cái của mình bên này, và hiểu được là con cái của mình thương mình, có thể không có đến thăm mình được nhiều giống như là mình hy vọng, nhưng mà thật sự chúng nó rất là cố gắng có thể. Và điều đó mình thấy là cả hai bên đều có thể học hỏi và áp dụng được trong cuộc sống của mình. Nè con nói rồi nha, bán là ngồi trong này thôi nha. Không có đi ra ngoài mà ngấp quắc khách là quắc mà vô cầm xe tải luôn á. Em không thể nào mà vừa chạy tới chạy lui để lo cho con với cho mẹ được anh ơi. Tôi đến gọi cho mấy đứa kia. Năm Thảo, mày lo mẹ được không? Trời ơi, em vợ chấm thì được rồi đó, nhưng mà cho ít bữa nữa được không? Bé Thi vợ em đang mang bầu sắp sanh. Mấy đứa đó nào cũng bận á, cho anh rảnh à. Anh mà công việc với mấy đứa đó là nó chạy về rồi. Nếu như chân mẹ lành lặn thì còn đỡ. Đằng này chân mẹ như thế mà anh đưa mẹ tận từ trong Nam ra ngoài này, anh tính thế liệu đã ổn chưa? Nó có tội đâu mà. Hôm nay bà dâm. Nắm có bị khùng không? Ông già vợ mà ở với mẹ già chồng thấy không kỳ hả? Gần xuống lỗ quá rồi, kỳ gì kỳ? Lát nữa thương lái họ còn xuống lấy hàng nữa nè. Phải thu hoạch cho xong chứ không thu hoạch kịp đó là ăn cho hết luôn. Ôi không cần bé, tôi giao hẹn 3 ngày tôi trở lại mà không đúng á, tôi đi kiện cậu đó. Con gái gì đâu mà để chỉ nhạn mình vậy? Ăn uống gì chưa mà hai ơi? Ôi, vô nguy hiểm chưa? Cái lần kia 5-6 đứa không đứa nào giúp được cái gì hết trơn. Mấy đứa con của tôi nó nghe tôi bệnh một cái hả? Nó đôn đáo chạy về. Bà có phước quá rồi. Lạnh hả? Ôi bà hai đi đâu sáng về không thấy? Con chừng ra bờ suối, lũ cuốn trôi luôn rồi đó. Cái miệng ăn mắm ăn muối không à? Mẹ ơi! Thank you.
Em thấy ví dụ như bên Mỹ thì mình có nhiều ba mẹ rồi, nhưng họ sẽ tự tự lập hết, họ sẽ tự tới một cái nhà dưỡng lão senior living, cũng có người cũng sẽ tự đi mua mồ mả trước hết đúng không? Cái cuộc sống bên Mỹ mình cảm thấy như là sẽ không có cần thiết con cái mình phải take care cho mình đến cuối. Đúng là vậy, cái thông điệp thật sự cuối cùng là mình thấy là cái tình thương, sự hy sinh của bố mẹ cho con cái không phải để là con cái sau này nó trả hiếu cho mình là phải nuôi lại mình, không phải là vậy, mà là thật là sự muốn con cái của mình an hạnh phúc và được đoàn tụ gia đình và thấy con cái của mình sống cuộc sống tốt, và tất cả những người con trong đó đều là vậy hết, mặc dù có khó khăn riêng của họ nhưng mà các con, những người con của bà mẹ đều là những người con đã có một cuộc sống tốt cũng như là cố gắng hết sức có thể trong cuộc sống của mình. Giống như cái cô mà ca sĩ đó, cô nói là mình lớn tuổi rồi, mình không thể nào lúc nào cũng dựa vào con cái của mình phải tự đi kiếm cái hạnh phúc riêng của mình. Nếu mà cô ấy có thể là đi tập yoga, đi hát, đi họp nhóm hoặc là gặp bạn, thì vì sau người mẹ đã thấy là điều đó cũng là một điều tốt, không nhất thiết là mình cứ phải dựa vào con cái của mình, và con cái của mình cũng có cuộc sống riêng, và vì sau đó người mẹ đã thấy rất là hạnh phúc và cảm thấy sự bình an, và khi con cái đến không còn cảm thấy rằng mình là một cái gánh nặng cho con cái mình nữa, nhưng mà cái điều ước của người mẹ vẫn có ở đó. I think now that cô Thảo does bring it up too, tại vì khi mà nói như là một người mẹ bên Việt Nam, right? Or when it talks about women, you have to find your own happiness. Where probably maybe in traditional and in the past for Vietnamese families, it wasn't like that. So now in this movie, it's like definitely breaking traditional roles where it's like, yeah, like you go do things that you truly enjoy. You enjoy life without anybody forcing you to do that. Đúng rồi, là bởi vì hồi xưa mình có câu tam tòng tứ đức đó, là người con gái ở nhà thì theo bố, còn khi lập gia đình thì theo chồng, rồi khi mà chồng chết thì theo con. Bây giờ không cần phải vậy, mình có thể tự lập được, và mình lớn tuổi mình cũng không cần thiết là phải chờ con cái của mình để ấy. And it's cool. I know, that's what I was like. Mình đang nghĩ lại, like, yeah, cái nhân vật chính cho cái phim này đó là một bà cụ, right? Yeah, so it's like, bà tuổi. Yeah, like she's doing anything that she can in life. She's enjoying life as much as she can. She's very Americanized. She, yeah, that's. I think that's kind of interesting to see. Yeah, don't mind, huh? Like she's Americanized, but she lives in Vietnam. Và suy nghĩ của bà rất là thoáng và hiểu được không phải con của mình mà cháu của mình nữa. Khi cháu của mình gặp vấn đề đó, bà rất là tế nhị cách mà bà giúp cháu của mình như thế nào. Và sau này là mình thấy cái sự kết nối ba thế hệ quá là hay. Thảo Ly, yêu cầu Mai với Mai Khanh nghĩ sao về những phim Việt Nam được đem qua Mỹ chiếu, giờ càng ngày mình thấy còn càng rất là nhiều. I love it. Mai Khanh rất thích, tại vì như là Mai Khanh thì Mai Khanh để bên đây, and khi Mai Khanh lớn lên bên đây đó thì thực tình mình không có nhiều cơ hội để xem những phim mà có những người Asian representation, không có có thể thấy những người như là nhìn giống mình, như là những người châu Á của mình, right, to be on this big film screen. Right, so I think it's definitely awesome for one, like cocky fun Asian representation. You see somebody who you can connect with về như là truyền thống, như là về văn hóa của mình, như là về gia đình của mình luôn, right? You see it, which I think is so incredible. And cũng như những cái phim này là không chỉ là bằng tiếng Việt thôi, so it's not necessarily geared towards just những người nào mà biết nói tiếng Việt, nghe tiếng Việt và nói tiếng Việt thôi. It's for everybody. Like như là bộ Mai Khanh thì he không có biết nhiều tiếng Việt, but he is still able to understand, học hỏi rất nhiều từ cái phim, tại vì he can read the captions, right? And he can get some of the words, catch some of the có thể nghe được, but it's he can still understand the main message of the story. Đồng ý với cả Mai Khanh, thật sự là một người mẹ cũng là một giáo viên dạy tiếng Việt nữa. Mình rất là thích khi mà có công ty giống như của Thiên mang những cái phim nó qua đây giới thiệu cho không chỉ cộng đồng của mình mà cho cả thế giới. Và các em khi coi những phim này đã học hỏi thêm về ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử và kết nối được với cái văn hóa của mình, và các em hiểu được, và các em bắt đầu cảm thấy gọi là quý, they embrace their heritage, their culture. Và điều đó là cái điều mong ước của tất cả các giáo viên dạy tiếng Việt của mình ở đây. Cho nên Thiên tiếp tục mang những cái phim này qua đây. Và đã cảm ơn Thiên rất là nhiều đã cho các em cũng như là các giáo viên này có cơ hội để đi xem phim. Exposure, that's a great thing. Và even Viện Film Fest cũng vậy, các học sinh đi coi và các em cảm thấy rất là hứng thú và thích thú, bởi vì những cái chủ đề nó rất là đa dạng. Và những cái đó em có thể kết nối được. Lúc trước mình thấy nhiều học sinh không thích phim Việt, thấy phim Việt là thôi không đi. Nhưng bây giờ có rất là nhiều em muốn đi. Và càng đi coi các em càng thích hơn nữa.
And then Mai Khang cũng muốn nói cảm ơn dạ anh Thiên, cảm ơn 3388 Films, Vala, like Vala, for continuing tiếp tục về cái this tradition of showing all of these traditions, customs, cultural of our Vietnamese people as well too. And hopefully now that the students they feel encouraged and more exposed, so they can continue it as well too. Đúng rồi, bởi vì trong lớp học đó các em học sinh học được một cái nhất định chỉ được một cái thời gian nào đó thôi, nhưng mà qua phim ảnh các em học được rất là nhiều và nó thực tế hơn. Một lần nữa nào khán giả, không phải vì phim dở mà Khang rời rạp hát đâu nè. Lúc ra mắt phim hơi khuya quá vì đã bắt đầu một tiếng trễ, cho nên Khang phải về Khang đón, tại vì có những đứa nhỏ ở nhà. Sau khi nói chuyện với cô Thảo Ly và cô Mai Khanh, cái đề tài trong cái phim hay là một cái ước mơ của người mẹ, cái này mình không biết nè. Cho nên thứ sáu này Khang sẽ đi coi xem phim nữa. Và khán giả nào mà muốn xem phim thứ sáu này, tháng 6 ngày 14, người nào muốn thì lên website của hãng phim 3388. Có hai loại hiếu thảo. Thì Khang cũng nghĩ là có thể nào tùy nơi mà mình sống không. Thì trong phim Khang cảm thấy những đứa con không phải là không hiếu thảo. Các đứa đó rất là hiếu thảo là vì cũng đang tìm cách chia nhau để giúp người mẹ. Trong phim này không biết người mẹ sẽ nghĩ ra sao, tại vì người mẹ này là một người rất là tốt nè khán giả. Có thể nào bà ta sẽ tìm cách giúp con cái mình khỏi có những cái vấn đề lo âu, sẽ mình tự lo tự sống một mình. Nhưng mà Khang cũng nghe hồi nãy có cô giáo nói rằng người mẹ trong này cũng có thể có một cái tính tình cũng giống rất là những người mẹ hiện đại bên này, bên Mỹ, là bà tự sống độc lập, tự lo, không có muốn depend on con cái của mình. Vì mỗi bà cũng biết con cái của mình cũng có rất là nhiều hoàn cảnh khác nhau, mặc dù những đứa đó nó rất là muốn giúp mình. Vì đó Khang rất là muốn đi xem phim này để coi cái ước mơ One Wish của người mẹ là ra sao, lựa chọn nào người mẹ sẽ chọn, cái wish nào của người mẹ sẽ có. Thì xin khán giả xin ra rạp và xem, bắt đầu vào tháng 6 ngày 14, và những cái lịch trình có thể tìm thấy được trên website của hãng phim 3388 nha mọi người. Và đó, một lần nữa cảm ơn khán giả đã được tiếp tục theo dõi chương trình Passport Thành Công. Và hôm nay mình chỉ là muốn đi ra mắt, được xem phim lật mặt, nhưng mà cuối cùng mình có một cái làm cho mình suy nghĩ nhiều hơn, vì mình cũng là một người con và mình muốn bỏ mình trong cái hoàn cảnh đó thì mình sẽ làm cái gì. Và Khang cũng rất là mong muốn biết đạo diễn Lý Hải sẽ có cái câu chuyện gì về người mẹ, One Wish là ước mơ của người mẹ ra sao. Khán giả, cảm ơn khán giả nha, hẹn gặp khán giả vào tuần tới.